Tôi trần tâm, hello everyone. With everyone, good luck. Cái trên khô ghê đó. Hả? Cái trên khô ghê. Ờ. Rất nhiều lắm các bạn. Dạ. Dạ, này nó chỉ tăng nước. Anh Bình ở Sài Gòn bắt đó mới lội sinh này chắc cũng mệt lắm ha. Đi từ từ nó cũng quen chứ. Nếu như đó anh Bình đi theo cậu ba mà đi suốt đâu có nổi, mới á. À đúng rồi. Đi lên rồi. Bây giờ mệt quá giờ không lẽ bỏ chạy với chừng. Hãy like chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cậu ba thì cũng đi quen rồi. Còn Bình cứ chèo lên chèo xuống, chèo xuống chèo lên đi xuống, xung tới xung lui. Nhưng mà vậy chứ mốt nó khỏe nha anh. Dạ. Các em nói thiệt. Mới đầu nó mệt lúc đầu chứ mình nó quen rồi nó khỏe. Để mình vận động á anh. Dạ. Vận động tay chân toàn thân nè. Thấy vậy chứ nó cũng yên. Cũng khôn quá, chưa vô cái lỗ nấp ha. Anh Bình. Thank you for coming and subscribing to the channel. Mạnh lên đó anh nằm cho bá nữa. Có khi nào bị mấy ông nhậu chửi không? Tao nhậu không có mồi bắt lên thả vô. Bình thường thôi. Lá này là biết bình thường thôi. Nó cũng 3-4 lạng chứ ha. Dạ. Khoảng 4 lạng chứ. 4 lạng. 4 lạng hơi xuống dưới đó đó. Cá lúc mình nó dẻ dặt lắm. Cái gì là các bạn thân đón, bây giờ là 12 giờ trưa. Cả một tấm bần lên ha. Mình mới đứng ở giữa nắng trưa hè như thế này, cũng thay mặt tất cả bà con cảm ơn hai nhà từ thiện góp phần làm cho cải thiện môi trường, môi sinh, cải thiện đời sống của mọi người. See you again on Friday. Bye bye.